Mọi người cùng Khá tiếp tục series giải cứu bất động sản nha. Hai, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nhật Đăng Channel. Và em là Khá. Hôm nay tiếp tục series giải cứu bất động sản thì em và mọi người cùng nhau trải nghiệm một căn nhà vừa mới xây xong tại một khu dân cư đồng bộ thuộc trung tâm thị trấn Nhà Bè. Và theo tiết lộ thì anh chủ ảnh chưa có kẹt lắm, nhưng Khá hỏi anh chủ là cần giải cứu không, thì anh chủ nói là bất động sản này cần em giải cứu và mọi người giải cứu lắm, nên Khá tiếp tục là dẫn mọi người đi. Và đầu tiên Khá xin phép điểm sơ qua về phần mặt tiền của ngôi nhà được kết hợp giữa rất là nhiều vật liệu. Và Khá thấy điểm nhấn ở đây là mọi người thấy là những cái đường chỉ dài trải dài trên từ tầng 1 cho tới tầng 3, đó là đặc trưng của phong cách tân cổ điển. Và kết hợp với đó là những cái lan can mà được sơn màu đồng với những hoa văn nhìn khá là đẹp mắt. Và Khá để ý thấy thì mặt dựng của ngôi nhà đã được chủ nhà ốp đá marble. Ở đây là một cái mặt đá marble màu sáng màu thì với những đường vân cũng nhìn khá là ấn tượng. Và để bước vô bất động sản cần giải cứu thì mọi người ít nhất qua hai hệ thống cửa kìa mọi người. Cửa cuốn đã chắc chắn rồi, còn thêm một cái lớp cửa nhôm sinh pha nữa. Do anh chủ nhà này là anh thầu xây dựng nha mọi người, do đó làm nhà cũng vô cùng là kỹ càng. Và Khá xin chia sẻ về thông tin của ngôi nhà này với diện tích ngang 4 dài 13.5, được xây dựng kết cấu một trệt, hai lầu, sân thượng. Và căn nhà này hướng đông nam do đó rất là mát. Hiện tại trên thị trường đang chào bán mức giá là 7.200.000 đồng. Đây là cái mức giá đúng với thị trường nha mọi người. Và đây chúng ta có một cái khoảng sân trước để mình đậu xe ô tô. Và ở đây Khá thấy đã được ốp gạch lên tới phin trên đây là khoảng 1m2 rồi mọi người, để đảm bảo cho cái không gian mình ở đây lúc nào cũng sạch sẽ hết. Phía bức tường thì cũng có những chạy những cái đường chỉ, và kết hợp với đó là trang trí những bức tranh trông khá là ấn tượng. Ở đây anh chủ nhà đã bố trí một cái quạt ngay chính giữa nhà rồi, cũng giúp cho là điều hòa không khí mọi người, tại vì do khu vực này là xe nó ra vào rất là thường xuyên. Và khá là ấn tượng với lại cái bậc tam cấp ở đây ngăn giữa sân trước và phòng khách, thì đây tất cả đều sử dụng vật liệu là đá marble nha mọi người. Ở đây là đá marble trắng trải dài, đó là trên đó là những cái vân vàng vân đen, nhìn giống như là những cái đám mây trông khá là lạ mắt. Và không gian phòng khách của mình thì được tôn lên ở phía trên. Ở phía vị trí này thì chủ nhà anh chủ đã bố trí một cái bộ sofa theo nghĩ cũng kích thước vừa phải thôi, 4-5 thành viên mình có thể sinh hoạt thoải mái. Và bức tường này thì không đơn điệu, anh chủ đã vận dụng rất là nhiều vật liệu mọi người thấy nè. Kính thủy kết hợp với đó là nhựa giả đá nè, những chất liệu nhựa giả đá, và kết hợp với đó là những inox, cái nẹp mà inox được mạ vàng. Thì cái này là trông nó nói chung là lấp lánh và ấn tượng rồi. Trên đây còn treo những cái bức tranh nè. Khá nhìn Khá rất là đánh giá cao về cái không gian ở đây nha mọi người. Và khác với những ngôi nhà trước Khá đi á, thường đa số những ngôi nhà mà thiết kế cầu thang ngay đặt ngay chính giữa ngôi nhà á mọi người, mà không có ép sát trực tiếp vô tường nè, thì cái không gian nó bị phân chia giữa các không gian, làm cho mình cảm giác nó chật, nó hơi hẹp xíu. Anh chủ này anh đã làm cái cầu thang ép sát trực tiếp vô tường luôn, thì nó sẽ làm cho cái không gian, khoảng không gian mình nó rộng ra. Và phía vị trí này cũng đã được tận dụng làm một cái tủ để tivi. Anh chủ này sang thiệt mọi người, tặng hẳn mọi người luôn một cái tivi 65 inch luôn nha. Mọi người có nhìn nhận giống Khá không? Khi mà bên ngoài thì mặt tiền được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, còn khi đi vô trong nhà thì gần như 80% vật liệu ở đây đều theo phong cách hiện đại. Và Khá đã ngồi xuống, Khá hỏi anh chủ là tại sao lại anh chủ lại bên ngoài làm tân cổ điển mà bên trong lại làm theo phong cách hiện đại. Thì anh chủ nói là phần mặt tiền anh không có muốn nó phai mờ theo thời gian là cái thứ nhất. Còn ở trong nhà thì anh sẽ chú trọng vào cái công năng sử dụng của gia đình mình. Thì Khá nghĩ ngôi nhà này sẽ phù hợp, rất là phù hợp với lại một số anh chị cũng như là cô chú cái thích cái phong cách này. Và phía bên đây thì đây là một cái bức vách đã được chủ nhà ốp kính. Thứ nhất là về mặt hỗ trợ về mặt thị giác, thứ hai là cũng đóng vai trò trang trí nha mọi người. Ngôi nhà này 4m, nhưng mà khi mà mình lắp một cái bức vách kính như vậy nè, thì mình sẽ cảm giác giống như ngôi nhà này là 5m vậy mọi người. Nó bị gọng ra, nó đánh lừa thị giác mình đó. Và như thường lệ, không gian cuối cùng của mình là giếng trời, giúp lại mang lại ánh sáng và gió. Ở đây thì anh chủ đã trồng sẵn cây trầu bà nè mọi người. Và cây này là cây gì thì Khá không biết thiệt sự luôn. Và bên phía đây thì còn lại đây là một cái khu vực nhà vệ sinh chung. Cùng mình cùng lên tầng 1 nha. Đây sẽ là một thiếu sót của Khá nếu Khá không mô tả về cái cầu thang này mọi người. Kết hợp giữa kính nè, gỗ nè và đá hoa cương. Ở đây nè, Khá đi lên cho mọi người thử coi. Đó, đèn led nó sẽ sáng theo bước chân của mình. Thì đi ban đêm với người già và trẻ em là vô cùng an toàn. Và ở đây là một cái hệ tủ trang trí
khác với ngôi nhà trước đó đi là trang trí Hunai không, mà anh chủ đây là chơi là toàn là 7 loại cây xanh luôn ngồi trên cái tủ này. Và với một người yêu thích cây xanh như Khá thì Khá nhìn vô đây Khá chỉ có một chữ thôi mọi người, là thích. Và tầng 1 thì được chia thành hai khoảng không gian chức năng. Đây là căn phòng phía trước, cũng như là căn phòng master, thì theo cái ước đoán thì diện tích là khoảng rơi khoảng 20m2. Và Khá để thấy đã trang bị đầy đủ tất cả các nội thất, từ một cái hệ tủ kịch trần cho tới một cái giường king size. Phía bên này còn có một cái hệ tủ tivi. Thì theo cái đánh giá, căn phòng này cũng theo cái tông lạnh là tông màu chủ đạo của ngôi nhà này, với màu trắng, màu xám là màu chủ đạo. Thì việc đánh đèn từ phía trên xuống với những hệ đèn màu vàng nè, inox mạ vàng nè, thì nó sẽ góp phần làm cân bằng màu sắc trở lại. Và kết nối căn phòng mình là phía bên ngoài này là một cái ban công. Theo thấy cái ban công này cũng với cái diện tích nó vừa phải thôi, đủ để mình hóng mát và buổi sáng hoặc là buổi chiều. Ở đây anh chủ đã trồng hai cây bông giấy rất là dễ thương. Mọi người nhìn xung quanh đây, dân cư đã ở đồng bộ hết trơn rồi. Và có thấy khu dân cư này cũng khá là nhiều bé nha mọi người. Vào những buổi chiều thì có thấy mấy bé hay ra đánh cầu lông ở bên ngoài lắm. Phía bên đây thì có một cái nhà vệ sinh được đặt gọn gàng nè mọi người. Đây là một cái nhà vệ sinh riêng của phòng master mình luôn, cũng đã được trang bị đầy đủ tất cả thiết bị cơ bản rồi. Vẫn là có một cái vách gương để giúp mà mình tắm là nó sạch sẽ hơn ha. Căn phòng thứ hai của tầng 1 thì nằm phía sau đây, thì có thấy căn phòng này với diện tích rơi khoảng 16m2, nhưng cũng đã trang bị đầy đủ tất cả các nội thất giống như căn phòng bên kia, mà nó hơi nhỏ hơn một tí thôi. Thì căn phòng phía trước thì sở hữu một khoảng ban công lớn, bù lại căn phòng phía sau mình sẽ có một cái hệ thống cửa sổ. Đây nè, mình mọi người mở ra là kết nối lấy ánh sáng cũng như là gió. Do căn nhà này hướng đông nam, do đó cái căn phòng này thì nó sẽ hướng quay mặt ra hướng tây nam nha mọi người. Do đó ở đây là hiện tại là buổi chiều, vào khoảng 4 giờ thì đây nắng sẽ chiếu trực tiếp vô đây. Phòng này cũng có một nhà vệ sinh riêng được đặt gọn gàng ở bên đây, cũng trang bị đầy đủ tất cả các nội thất rồi. Và tầng thứ hai thì cũng giống như tầng 1, Khá xin phép lướt qua, mình cùng lên sân thượng. Ở đây là căn phòng thứ ba của mình. Đây là căn phòng Khá muốn cho mọi người coi nè, nó cũng giống như ở phía dưới nha. Và Khá đang đứng trên tầng cao nhất của ngôi nhà là sân thượng. Cụ thể ở đây là sân thượng phía sau. Với nhiều ánh nắng và gió thì mình có thể phơi giặt ở đây vô cùng thoải mái. Và lối tiếp theo mình sẽ dẫn đến một cái căn phòng ở đây. Ở đây thì mình có thể bố trí thành một cái nơi tập thể dục, hoặc là một cái nơi thờ cúng thì là vô cùng hợp lý. Và theo lối này thì mình sẽ ra khoảng sân thượng phía trước. Và do ngôi nhà này thừa hưởng là hướng đông nam, do đó buổi chiều nào ở trên không gian này nó cũng vô cùng mát mẻ nha mọi người. Và theo cá nhân Khá nghĩ thì Khá sẽ set up cả một cái vườn rau xanh nằm ở trên đây. Wow, dăng một cái võng ở trên đây với một vườn rau xanh thì vô cùng thoải mái. Và cái số trước Khá cũng đã chia sẻ cho căn nhà ở bên góc bên đó nghe mọi người. Căn nhà mà ngọt lúng phao mà smart home 5.7 đó mọi người. Và nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể nhấc máy lên và gọi cho Khá ngay, Khá sẽ dẫn mọi người đến để thăm cái quan cái khu vực này, cũng như là tham quan những căn nhà ở trong khu vực này để chọn cho mọi người căn nhà nào nó phù hợp nhất. Và số hôm nay đến đây là kết thúc. Khá xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Ý, quên, ai có sản phẩm nào muốn gửi cho team của Khá review để cho quý khán giả có cơ hội xem những sản phẩm mới thì có thể nhấc máy lên gọi Khá, hoặc là Khá liên hệ với Khá email Khá đặt ở phía dưới nha. Và số hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.